dù trông nó gần giống nhau, nhưng nó không có râu như nhân sâm đâu. Nhưng bây giờ củ này này ít nhất đã trăm tuổi rồi. Có nhiều vết lá trên thân củ bên ngoài. Ông nội tôi có nói, những người đang làm nên sâm giả, củ nhân sâm sẽ được chạm khắc đặc biệt và cẩn thận, sau đó tạo hình y như củ sâm thật. Râu của nó cũng tự nhiên, những người có thể lực kém hoàn toàn không thể nhìn thấy nó. Ông chủ nghi ngờ cầm lấy kính lúp, sau đó mang nó dưới ánh mặt trời soi kỹ. Lúc đó ông ta mới nhận ra vấn đề. Tôi đã từng này tuổi buôn bán rồi, hôm nay lại đi chơi một vố như vậy. Xấu cả hổ, ông chủ đang tức giận, ông ta lập tức đi tìm nhân chứng hôm nọ, kêu ca lần này bị lừa và mất tiền, không đời nào. Trưởng Quỳnh Ngô, hãy nhìn hộp sọ nhân sâm này, bộ râu này, tất cả đều là được làm giả hết, dán râu với vẽ hoa văn vào đấy ạ. Thật là ngu hết sức, ngu không chịu được mà. Sau đó yêu cầu người học việc mang lò than tới, ta giận dữ ném nhân sâm giả vào lò than. Ông chủ, cái này không phải được đổi từ 2000 đại dương sao? Rõ ràng là hắn đã lừa một bố như vậy rồi. Nhân sâm bị đốt thành cục than, tên Trường Quỳnh Ngô lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Ông ta nói sẽ rút cổ phần của mình trong cửa hàng. Ông chủ giả vờ ngạc nhiên, tất cả số tiền này căn bản là không lấy được nữa đâu. Ông không cần lo, tôi xin phép đi trước đây. Đợi ông ta rời đi rồi, gương mặt đang khóc của người học việc lập tức trở nên vui mừng. Hóa ra thầy và trò đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở tên Trường Quỳnh. Cùng với tên bán của nhân sâm, ngay từ lúc đầu khi khách hàng mang nhân sâm đến, anh ta nhất quyết tìm Ngô Trường Quỳnh làm nhân chứng. Ông chủ vẫn còn đang suy xét, nhưng thấy giá bán vào lại thấp như vậy, lãi suất tăng gấp đôi, ý tôi là sử dụng nó làm tài sản thế chấp, đổi một ít tiền. Đưa cha ra khỏi địa lao trước, anh tự định thế chấp bao nhiêu? Không nhiều, 2000 đại dương đồng, trong nửa năm. Tiền gốc và lãi khi đáo hạn sẽ được nhân đôi cho ông. Nếu không đổi nó sau ngày hết hạn thì sao? Thì đều là của ông hết, trả hết khoản vay sớm, cả gốc lẫn lãi, kèo hời như này, ông chủ liền đồng ý luôn. Thế là tôi tìm ông chủ điện ra bên cạnh làm nhân chứng. Không ngờ bản thân lại rơi vào bẫy của chúng. May mắn thay, học trò đã phát hiện kịp thời và lần ngược tình thế. Quả nhiên, trong vòng vài ngày sau, ông chủ tiệm Ngô đưa người đàn ông kia tới tận cửa. Họ nói muốn chuộc lại của nhân sâm. Sao lại nhanh thế? Ông chủ cố tình hành động hoảng loạn. Vị này không phải nói.